Cũng trong sáng ngày 7 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự họp và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch di rời các hộ dân tại khu vực làng Vạn Trài thuộc tổ 14 phường Thịnh Lang và khu vực nhà A8, A9, tổ 3, A14, A15, tổ 14 phường Tân Thịnh. Hiện nay, khu vực làng Vạn Trài có tổng số 51 hộ sinh sống với 171 nhân khẩu và 10 hộ sống trong lán tạm khu vực đê ngòi song với 14 nhân khẩu đã được Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Lang huy động các lực lượng di rời về nhà văn hóa trung tâm phường và một số nhà văn hóa lân cận, đảm bảo tránh bão được an toàn. Khu vực nhà A8, A9, tổ 3, phường Tân Thịnh, tình trạng kỹ thuật đánh giá ở mức 3, có 60 hộ với 160 nhân khẩu. Hiện Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Công ty Cổ phần May Sông Đà là đơn vị quản lý khu nhà lên phương án di rời các hộ dân. Phường đã huy động 170 đồng chí trực sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống, đặc biệt trong công tác di rời các hộ dân. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần May Sông Đà phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện các bước trong công tác tiến hành di rời các hộ dân hiện đang sinh sống trong khu nhà A8, A9, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng chí cũng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực và trách nhiệm của thành phố trong việc chỉ đạo nhanh việc ứng phó với cơn bão số 3. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đi khảo sát một số địa điểm sẵn sàng cho việc tiếp nhận các hộ dân khi thực hiện việc di rời, kiểm tra thực tế tại khu vực nhà A8, A9.